Chương 58 Mạch khoáng. Dương Nguyên Thạch nhìn tinh thạch màu đỏ nhạt mà Lâm Động đặt trước mặt của mình, Lâm Chấn Thiên sững sờ, chợt trong ngực móc ra một khối tinh thạch màu đỏ, nhìn qua biết cùng vật ấy Lâm Động giống nhau như đúc. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại vận khí thật may mắn. Lâm Chấn Thiên cười cười, thuận tay bưng chén trà một bên, khẽ nhấp một miếng nói: đem Dương Nguyên Thạch này đưa cho cha ngươi, đúng lúc hắn cần dùng. Thứ này được đào lên từ một chỗ sâu trong Thiết Mộc Trang, ra ra dưới sâu trong lòng đất là Thiết Mộc Trang này, e rằng là một cái mỏ khoáng Dương Nguyên Thạch. Lâm Động sắc mặt đỏ lên nói. Phụt, lời của Lâm Động vừa dứt thì Lâm Chấn Thiên phụt một ngụm trà trong miệng, đột ngột đứng bật dậy, hai mắt đỏ bừng nhìn vào Lâm Động run rẩy hỏi: người nói cái gì? Mỏ khoáng Dương Nguyên Thạch? Trong đại sảnh, Lâm Khiếu cùng Lâm Khẳng hai người bị lời này của Lâm Động làm sợ đến thất sắc. Đối với tác dụng cùng giá trị của Dương Nguyên Thạch, bọn họ đương nhiên rõ ràng nhất. Đối với một cao thủ thiên nguyên cảnh mà nói, đây quả thực là 10 phần hấp dẫn. Nếu có thể khai thác ra, tất nhiên là một tài sản khổng lồ. So với tài sản này, chắc chắn việc buôn bán thiết mộc của Thiết Mộc Trang ngược lại làm ngoài tính toán. Chẳng qua, ở ngay chỗ này, mấy năm mà lôi ra không ngờ tới được, dưới lòng đất của Thiết Mộc Trang có tài nguyên làm cho người ta đỏ mắt ganh tị. Đương nhiên nếu mà bọn họ biết được thì cho dù là có 10 cái ấu thú hỏa mãng hổ để dẫn dụ, bọn họ cũng không mang Thiết Mộc Trang ra làm tiền đặt cược. Lâm Động gật gật đầu chỉ vào khối tinh thạch màu đỏ nhạt nói: đây chính là vật con đào được nơi đó. Ra ra các người nên biết, loại Dương Nguyên Thạch này ít khi xuất hiện một mình. Vù vù, Lâm Khiếu cùng Lâm Khẳng thở dài một hơi, liếc mắt nhìn nhau. Một lát sau với thanh âm có chút khàn khàn nói: Thiết Mộc Trang trước đây thật lâu là một mảnh đất núi lửa, nơi này rất phù hợp sinh ra Dương Nguyên Thạch. Nếu nói tới đây là một mỏ khoáng Dương Nguyên Thạch cũng không phải chuyện không thể. Dẫn ta đi xem mảnh đất đó. Hô hấp Lần Chấn Thiên trở lên dồn dập, hắn trong đại sảnh vội vàng đi tới đi lui, sau đó thấp giọng gấp gáp nói. Lâm Động gật gật đầu đáp: có điều ở đó có hai đầu hắc thiết yêu báo. Sao cơ? Nghe được còn có hắc thiết yêu báo, Lâm Chấn Thiên sắc mặt biến đổi, chợt cắn răng nói: mặc kệ, nếu như lời nói thực sự là mỏ khoáng Dương Nguyên Thạch, đừng nói hai đầu hắc thiết yêu báo, dù là nhiều hơn chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp nhanh chóng trừ khử bọn nó. Nghe vậy Lâm Động lại gật đầu, không nói gì thêm, xoay người rời khỏi đại sảnh, gọi Tiểu Viêm tới rồi lần nữa cưỡi trên mình. Nó dẫn Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu, Lâm Khẳng ba người nhanh chóng chạy trong rừng sâu, đối diện vào trang viên một lần nữa. Với tốc độ nhanh nhất ngắn ngủi, mười mấy phút đồng hồ, đoàn người liền xuất hiện ở lời Lâm Động phát hiện ra Dương Nguyên Thạch lúc nãy. Quả nhiên là hắc thiết yêu báo. Đứng ở phía trên cốc khẩu, Lâm Chấn Thiên nhìn với hai đầu yêu báo màu đen nơi đáy cốc, sắc mặt ngưng trọng, đầu gật gù. Hai con súc sinh này dù sao cũng ngang tầm với cao thủ thiên nguyên cảnh, việc thu thập chúng có chút phiền phức. Lâm Chấn Thiên lẩm bẩm tự nói một tiếng, sau đó quay đầu lại. Một mặt khác, Lâm Khiếu cùng Lâm Khẳng hai người ở đằng sau đang cầm xẻng nhanh chóng khai quật miệng hang Lâm Động vừa mới phát hiện Dương Nguyên Thạch. Việc này hết sức quan trọng, tạm thời không thể để cho người bình thường đến giúp một tay, nên hai người chỉ có thể tự mình làm. Một bên Lâm Động thấy được Lâm Khiếu cùng Lâm Khẳng cực nhọc đào đất, nhịn không được cười cười. Đối với Lâm Động cười lén, Lâm Khiếu hai người lúc này không có thời gian để ý, chỉ là hết sức chăm chú dùng xẻng dốc sức làm rộng cái miệng hang. Lúc hai cao thủ thiên nguyên cảnh làm lao công, vốn là một miệng hang tầm cỡ, nhưng chỉ lửa canh giờ trở thành một cái hố to phạm vi hơn 10 trượng. Có điều làm cho Lâm Động nhíu mày, chính là đào sâu như vậy chưa thấy khối Dương Nguyên Thạch nào khác, nhưng thạch phù trong lòng bàn tay cứ phát ra dao động. Điều này chứng tỏ nơi này tất nhiên phải có ẩn tàng. Ánh tà dương chiếu dài trên mặt đất rồi dần dần để nhường cho ánh trăng mờ ảo nhỏ nhô lên, làm cho không gian trở lên một cái ảm đạm. Phụ thân, lần này e rằng Động Nhi vận khí may mắn. Lời hố sâu, Lâm Khiếu lau mồ hôi ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh hố, thấy vẻ mặt khẩn trương của Lâm Chấn Thiên cười khổ nói. Nghe vậy Lâm Chấn Thiên thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng, xem ra hắn suy nghĩ thật quá lạc quan. Loại mỏ khoáng Dương Nguyên Thạch làm sao có thể tình cờ dễ dàng tìm được. Kết thúc công việc thôi, trời đã không còn sớm. Lâm Chấn Thiên phất tay, khuôn mặt mệt mỏi. Trong hố sâu, Lâm Khiếu hai người lắc đầu cười khổ.
xem ra hôm nay không phải là việc gì suôn sẻ. Trước là Thiết Mộc Trang tới tay với tình trạng bị hủy hoại, bây giờ đào đất làm việc cực nhọc lâu như vậy mà ở nơi này. Nhìn thấy bộ dáng thất vọng ể oải của ba người, chân mày Lâm Động nhíu lại sâu hơn. Đột nhiên hắn nhảy thẳng xuống hố sâu, lấy cái xẻng trong tay Lâm Khiếu, sau đó dốc sức khai thác mặt đất. Nhìn thấy bộ dáng Lâm Động như vậy, Lâm Khiếu cũng biết hắn không dễ dàng bỏ như vậy, liền than nhẹ một tiếng, vỗ vào bả vai Lâm Động định bảo hắn buông lỏng thư giãn. Thì một lúc Lâm Động một xẻng hạ xuống, đột nhiên phát một thanh âm giòn tan. Trong khu rừng im ắng, mặc dù âm thanh này không vang dội, làm cho Lâm Chấn Thiên vốn đang thất vọng, thân thể run lên, ánh mắt dường như tức khắc chuyển hướng về phía cái xẻng Lâm Động. Nơi đó bây giờ có thêm quang trạch màu hồng nhạt dưới đất bùn, như ẩn như hiện. Ba người ngơ ngác nhìn tia hồng quang kia, trong chớp mắt Lâm Chấn Thiên nhảy thẳng xuống, tay áo vung lên, một cỗ cuồng phong nổi lên, thổi tung lớp bùn đất sang một bên. Khi bùn đất bay đi, một lớp ánh sáng màu hồng nhạt đập vào mắt. Trước mặt họ là một lớp nham thạch màu đỏ nhạt, lớp nham thạch trong suốt. Nếu chăm chú nhìn kỹ có thể mơ hồ thấy bên trong của lớp nham thạch bị vây quanh bởi một khối tinh thạch màu đỏ nhạt, tựa hồ một loại bảo thạch phát ra ánh sáng lấp lánh. Hồng quang lơi hố sâu chiếu vào khuôn mặt bốn người, thấy được khuôn mặt lộ vẻ ngây dại cũng cùng rung động. Đúng là mỏ khoáng Dương Nguyên Thạch thật rồi. Lâm Khẳng ngơ ngác nhìn cái lớp nham thạch màu đỏ kia, thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt. Lâm gia bọn hắn gặp thời để đổi vận rồi, trời cao thương đến Lâm gia ta. Lâm Chấn Thiên ngẩng đầu, nước mắt tuôn trào trên mặt đầy kích động. Có được mỏ khoáng này, tốc độ phát triển Lâm gia bọn họ tha hồ mà tăng vọt. Đến lúc đó đừng nói là Thanh Dương Chấn, cho dù toàn bộ Thiên Đô Quận, Lâm gia bọn hắn cũng sẽ có được danh khí không nhỏ. Nhìn ba người cực kỳ xúc động, Lâm Động thở vào nhẹ nhõm, ném cái xẻng trong tay xuống, ngồi bệt trên phiến đá, tay vỗ nhẹ lớp nham thạch ấm áp nhàn nhạt hiện ra, rồi khóe miệng của hắn nhếch lên để ra một nụ cười châm biếm. Nếu Lôi Gia kia biết được dưới lòng đất Thiết Mộc Trang này có bảo tàng như vậy, không biết đôi báo có tức đến hộc máu mà chết không. Chương 59: Giết báo. Về tin tức quả mạch Dương Nguyệt Thạch ở sau núi Thiết Mộc Trang, Lâm Chấn Thiên quyết định phong tỏa một cách nghiêm mật nhất. Biết được tin tức đó chỉ có mấy người đếm trên đầu ngón tay mà thôi, như Lâm Khiếu, Lâm Động. Dù sao chuyện này đối với Lâm gia mà nói thực sự cực kỳ trọng yếu. Nếu thực sự có thể khai thác cái mạch khoáng này thì thực lực của Lâm gia chắc chắn tăng vọt. Đến lúc đó coi như là cái loại gia tộc danh tiếng lâu năm ở Thanh Dương Trấn như Lôi gia cũng tỏ ra không đáng nhắc tới. Đương nhiên, trước khi khai thác ở đây, việc đầu tiên phải giữ bí mật, nếu không thì Lôi gia biết được mà nói, tự nhiên nghĩ mọi biện pháp để phá hoại, thậm chí nói không chừng trực tiếp Lôi Tạ hai nhà liên thủ đối phó Lâm gia. Điều này là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Sau khi xác định được chuyện mạch khoáng phía sau núi Thiết Mộc Trang, Lâm Chấn Thiên liền đem 5-6 phần nhâm mã Lâm gia triệu tập đến Thiết Mộc Trang. Chuyện phòng vệ cũng được tổ chức cực kỳ chu đáo, toàn bộ thôn trang được bố trí thành một cái loại trận địa kiên cố. Mặt khác, Lâm Chấn Thiên lại còn điều động gần ngàn công nhân từ các thôn trang khác của Lâm gia đến Thiết Mộc Trang. Trong những ngày này, tuyệt đại đa số mọi người dùng để chặt đốn Thiết Mộc chủ yếu là che đậy, còn một số người trung thành với Lâm gia mới được âm thầm điều ra phía sau núi để khai thác khoáng mạch. Dĩ nhiên, trước khi khai thác ở đây thì điều trước tiên phải giải quyết là hai con hắc thiết báo ở dưới đáy cốc, nếu không thì công việc khai thác cũng không có cách nào tiến hành thuận lợi. Hai con hắc thiết báo chiếm giữ nơi này nhiều năm, lại thực lực thiên nguyên cảnh, hơn nữa da lông cứng rắn tựa như sắt, thần pháp nhanh như điện, coi như là cao thủ thiên nguyên cảnh đồng cấp cũng cực kỳ khó ứng phó. Để đối phó với hai con hắc thiết báo này, đám người Lâm Chấn Thiên đã chuẩn bị chu đáo. Hơn nữa từ bộ dáng xem ra thì lão tử hiện nhiên cũng quyết định tự mình xuất mã đối với hai con hắc thiết yêu báo. Nếu không cẩn thận một chút mà nói sẽ rằng tạo tổn thương cực lớn.
trên một bãi đất cửa cốc. Lâm Động ở trên cao nhìn xuống hai con hắc thiết báo ở phía dưới sau đó, ánh mắt rời một chút liền thấy ba thân ảnh từ trên núi nhanh chóng nhảy xuống, mỗi chân khẽ đạp xuống một cái vài tảng đá nhỏ nhô ra, sau cùng cũng hạ xuống đáy cốc một cách vững vàng. Rống. Lúc ba người Lâm Chấn Thiên vào đáy cốc, hai con hắc thiết báo cảnh giới phát hiện bọn họ, lập tức một tiếng giống trầm thấp vang lên trong sơn cốc. Ta đối phó một con, hai người một con, quyết chiến, chớ để cho bọn chúng nó bỏ chạy, tránh sinh hậu họa về sau. Ánh mắt sắc bén Lâm Chấn Thiên nhìn hai con hắc thiết báo mạnh mẽ nhảy trên núi đá kêu lên, quát khẽ một tiếng liền hùng bạo xông lên, nguyên lực sáng chói trong cơ thể bộc phát ra. Trong cái cỗ nguyên lực cường hãn này có hai cái khí âm dương lưu động, giữa chúng hiện ra vẻ cực kỳ ăn nhau ý. Thiên nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực xa xa e rằng còn một kém bước một bước, giao thoa âm dương tiến tới kết thành nguyên đan. Thấy khí thế của Lâm Chấn Thiên như vậy, trong lòng Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Bất quá vừa mới nghĩ tới mức độ khó khăn của việc bước vào nguyên đan cảnh, chân mày hắn liền không nhịn được mà cau. Có được thực lực thiên nguyên cảnh quả thực có thể xưng là cao thủ, nhưng không được cách nào gọi là cường giả có thể làm khiếp sợ một phương. Ở Đại Viêm Vương triều, chỉ có chân chính bước vào nguyên đan cảnh mới có thể xưng là cường giả. Ở Thanh Sơn trấn này, cao thủ thiên nguyên tuy nói ít ỏi nhưng cũng không thể gọi là hiếm thấy. Loại gia tộc giống nhau như nhà Lôi Tạ cũng có 4-5 vị thiên nguyên cảnh trấn tọa. Bất quá cả Thanh Dương trấn cũng không có một vị nào nguyên đan cảnh. Từ điểm này mà nói, thấy được rõ ràng cái gọi là một âm dương giao thoa ngừng tụ thành đàn khó mà vượt qua. Lúc Lâm Động vì điều này mà phân tâm, phía dưới cũng sớm giao thủ, nguyên lực hùng hồn bắt đầu khởi động, đất đá tung bay mù mịt, khí thế cũng lộ ra vẻ bất phàm. Hắc thiết yêu báo tuy nói có chút khó giải quyết, nhưng công bằng mà nói, dựa theo sơ đoán của Lâm Động, thực lực chính xác hai con này là thiên nguyên cảnh sơ kỳ, và Lâm Chấn Thiên cũng đã bước vào hậu kỳ nhiều năm, còn Lâm Kiếu, Lâm Khẳng đều có thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ. Một cuộc chiến này phần thắng dĩ nhiên là rất lớn. Đúng như suy đoán của Lâm Động, đối mặt với thế công ba người Lâm Chấn Thiên, hai con yêu báo sau khi trải qua những đòn phản công bén nhọn mới lúc bắt đầu cũng từ từ hiện ra xu thế bại trận. Tiếng hống không ngừng vang lên đã trở nên khốn đốn. Phanh! Trong sơn cốc đột nhiên một tiếng trầm buồn vang lên. Ánh mắt Lâm Động đột nhiên nhìn lại, thấy hai ngón tay của Lâm Chấn Thiên lặng lề điểm trên đầu một con hắc thiết báo. Nguyên lực cường hãn lập tức tuôn ra, hai ngón tay Lâm Chấn Thiên tựa như một mũi đào sắc bén trực tiếp xuyên thủng đầu cứng rắn của hắc thiết yêu báo. Chỉ dùng một ngón tay mà đã lấy mạng của nó. Thần nguyên chỉ, nhìn thấy chiêu thức quen thuộc đó, trong mắt Lâm Động cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Không hổ thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, uy lực thuần nguyên chỉ này so với hắn thi triển không biết mạnh hơn bao lần. Ít nhất Lâm Động cũng không mảy may tin tưởng một ngón tay có thể xuyên thủng đầu một con yêu thú thiên nguyên cảnh. Lúc Lâm Chấn Thiên đánh chết một con hắc thiết yêu báo, còn lại liền cầm lên đầy phẫn nộ. Ô, khi tiếng hô của hắc thiết yêu báo truyền ra, trong rừng rậm xung quanh liền truyền đến tiếng gào thét của không ít mãnh thú. Nhìn tình hình hiển nhiên là bị tiếng hống hắc thiết yêu báo hấp dẫn lại đây. Nghe thấy tiếng chân ầm ầm mãnh thú, sắc mặt Lâm Chấn Thiên cũng hơi trầm xuống. Hắn không nghĩ tới con yêu báo này có thể triệu tập mãnh thú. Tuy nói những cái con mãnh thú kia không có hung hãn bậc này, nhưng nếu số lượng lớn thì cũng là phiền toái. Ngao, lúc Lâm Chấn Thiên đang cau mày, phía trên sơn cốc một bóng hình màu đỏ rực hiện nứt ra, tiếng hổ gầm trầm thấp phát ra. Nhất thời đàn thú hỗn loạn ở trong rừng rậm liền dừng lại, không tiếp tục lao ra. Ha ha, xem ra hỏa mãng hổ này cũng có chút bản lãnh. Thấy thế Lâm Chấn Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cách đó không xa, Lâm Kiếu, Lâm Khẳng liền xuất thủ. Trong nháy mắt, một trước một sau, một quyền đánh chết con hắc thiết yêu báo còn lại. Xuất sinh này thật khó thu thập,
nhìn hai con hắc thiết yêu báo nằm dưới đất. Hai người Lâm Khiếu cũng phủi tay, vẻ mặt đầy sợ hãi than: Tiểu Viêm làm tốt lắm. Ở trên sơn cốc, Lâm Động vỗ vỗ vai Tiểu Viêm bên cạnh người nói: Tiểu Viêm thần mật dụi người vào Lâm Động, chợt hướng phía dưới gầm một tiếng, lại bất ngờ dọc theo vách núi nhảy xuống, xuất hiện bên cạnh thi thể hai con hắc thiết yêu báo. Hộ khẩu mở ra, tiếp tục là một trận cắn xé điên cuồng. Cuối cùng, tìm được hai quả tinh thể màu đen trên thi thể, đầu lưỡi cuốn lại nuốt vào bụng. Tiểu súc sinh này thật có kiến thức, lại biết cơ thể bọn chúng có tồn tại tinh hạch, linh trí cũng có thể có chút cao. Nói đến câu này, Lâm Trấn Thiên nhíu nhíu mày, yêu thú tầm thường không thể có được trí khôn cao như vậy. Phụ thân, phiền toái cuối cùng này cũng giải quyết, mạng khoáng thạch này cũng nên khởi công đi chứ. Lâm Khẳng cười, ánh mắt đầy nóng bỏng. Lâm Trấn Thiên cười híp mắt nói: Ngày mai ta bảo Lâm Mãng đi Viêm Thành, đầu tiên tìm một vài thương hội đã thông con đường tiêu thụ, đến lúc đó chỉ cần khai thác dương nguyên thạch sẽ chuyển ra ngoài bán. Thanh âm vừa dứt, hai tay Lâm Trấn Thiên chắp sau lưng, cười nhàn nhạt, thanh âm nhẹ nhẹ nói: Đây là phong thủy luân chuyển, hắc hắc. Hai nhà lôi tạ chèn ép Lâm gia ta nhiều năm như vậy, sau này cũng phải trả nợ rồi. Nghe được lời này, trong mắt hai người Lâm Khiếu, Lâm Khẳng lộ ra chút lạnh lẽo. Những năm này ẩn nhẫn cũng đã làm bọn họ có chút uất nghẹn. Chương 60: Tồi luyện. Thanh Dương Trấn lôi ra. Trong một gian đại sảnh trang trí sang trọng, Lôi Báo an tĩnh nằm trên ghế nệm dài. Ở bên cạnh có hai người thị nữ dùng mạo xinh đẹp cẩn thận xoa bóp. Lâm gia có động tĩnh gì không? Lôi Báo khép hờ mắt, Bát Sao đột nhiên mở miệng hỏi. Lâm gia đen không ít nhân mã tới Thiết Mộc Trang canh phòng nơi đó rất nghiêm ngặt. Đứng cạnh Lôi Báo là một vị trung niên nam tử mặc cẩm y trả lời. Người này là Lôi Phích, ở trong Lôi gia địa vị gần với Lôi Báo, và hắn cũng có phụ thân là của Lôi Cực. Một đám nhà quê quả nhiên không đáng nhắc tới. Nghe vậy, Lôi Báo không khỏi cười lạnh một tiếng. Thiết Mộc Trang đã bị hủy phân nửa, giá trị không bằng trước kia, nhưng không ngờ rằng Lâm gia vẫn xem nhặt, được bảo khố, đem phòng bị nghiêm ngặt. Ha ha, tuy nói Thiết Mộc Trang không như lúc trước, nhưng đối với nền tảng yếu như Lâm gia mà nói, đó vẫn là một khối tài sản, bọn họ sao dễ dàng buông tha. Lôi Phách mỉm cười nói: Những tên khốn kiếp của Lâm gia này hại ta tổn thất Thiết Mộc Trang, không thể dễ dàng tiếp nhận như vậy. Lôi Báo mở hai mắt, ánh mắt u lạnh nhìn về phía Lôi Phách bên cạnh nói: Người đi vận dụng những người có quan hệ với Lôi gia chúng ta ở Viêm Thành, chỉ cần Lâm gia bán Thiết Mộc thì lập tức dùng mọi biện pháp ngăn chặn, hắc hắc. Ta muốn cho Lâm gia hắn không có chỗ để buôn bán. Dạ. Nghe vậy, Lôi Phích gật đầu vâng lệnh, trên khuôn mặt hiện một nụ cười lạnh lẽo. Lôi Lực hiện tại thế nào? Lôi Báo đột nhiên hỏi tới. Lần bị thua vào tay tiểu tử Lâm gia là một đả kích không nhỏ đối với hắn. Lôi Phích thở dài đáp: Trong lúc tỷ võ, thắng bại là chuyện thường tình, nếu ngay cả việc này chịu không nổi, sau này làm sao thành đại sự. Lôi Báo nhíu mày chợt nói: Đi khố phòng lấy dương nguyên đan cho hắn, có vật này tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng một chút, sau này có cơ hội đem thằng nhãi con Lâm gia kia phế đi là được. Đa tạ phụ thân. Nghe tới dương nguyên đan, Lôi Phích trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng cung kính nói: Đi đi, phân phó người khác xem chừng Lâm gia. Hừ, đồ của Lôi gia ta không phải dễ dàng mà có được. Nói đến đây, khuôn mặt Lôi Báo hiện vẻ âm hàn. Sau khi đem hắc thiết báo yêu giết đi, công việc khai thác mạch khoáng được khởi động dưới tình trạng bảo mật. Những người tham dự công trình khai thác phải được trải qua sự lựa chọn nghiêm khắc. Đối với những công nhân này, Lâm gia trả bọn họ thù lao cực kỳ thâm hậu, hơn nữa cho phép bọn họ mang người nhà vào trong Thiết Mộc Trang. Như vậy không những để cho bọn họ có chỗ cư ngụ, hơn nữa dù lâm vào cảnh kín đáo, tránh người tiết lộ bí mật. Mà đối với việc khai thác này, Lâm Động hiển nhiên không giúp được bao nhiêu. Có điều hắn lúc này cũng không có trở về Thanh Dương Trấn. Ở gần Thiết Mộc Trang có nhiều rừng sâu núi thẳm, và trong những rừng rậm này
có đầy dãy yêu thú mà hắn cần phải ở chỗ này để tu luyện bản thân. Trong lúc cùng với những hộ vệ trong trang lui ra động thủ, Lâm Động cảm giác được kinh nghiệm thực chiến mình còn chưa đủ. Nếu không phải ỷ vào nguyên lực sắc bén cùng với võ học tinh diệu, chỉ sợ đối phó với Đái Ân hai người cũng sẽ làm hắn chân tay luống cuống. Nếu mà nói tới thực tiễn, Lâm Động không có cách nào dùng người làm mục tiêu, cho nên đem tầm nhìn đặt trên những con yêu thú hung hãn mà phụ cận thiết mộc trang là thâm sơn, đúng lúc phù hợp với điều kiện trong lòng Lâm Động. Trong rừng rậm u tĩnh, bất chợt có tiếng giống giận vang lên, làm lá cây chấn động run rẩy liên hồi. Nhìn theo phương hướng từ tiếng rống truyền đến, chỉ thấy một đầu cự lang thân phát xanh, một cái mũi tên nhào vào người của một đạo nhân ảnh. Đột nhiên trong cái miệng rộng phát ra mùi tanh của cự lang dữ tợn, sắp bị cắn đứt cái cổ nhân ảnh. Xuất hiện hai ngón nguyên lực hùng hồn cắm vào bụng mềm dưới của cự lang, tức thì máu tươi nóng hổi vọt ra. Khi máu tươi vọt ra, đạo nhân xả lấy một cái tay đẩy thân thể cự lang màu xanh ra, ngửa mặt lên trời thở hổn hển không ngừng. Trên thân thể hắn đầy vết thương đủ loại lớn nhỏ, thoạt nhìn đã biết hắn trải qua nhiều lần chém giết. Thở hổn hển mấy cái hơi, đạo nhân ảnh kia bò dậy để lộ ra khuôn mặt thiếu niên, thì ra là Lâm Động. Hắn giờ phút này nhìn thoáng qua thân thể cự lang màu xanh ở dưới chân mình, không khỏi cười thầm một tiếng. Thanh phong lang cũng là một loại yêu thú có thực lực sánh ngang với địa nguyên cảnh. Chỗ này gần 2 tháng Lâm Động và con yêu thú này giao thủ mấy lần, kể từ lúc ban đầu bỏ trốn nhếch nhác cho tới bây giờ thẳng một kích chí mạng. Lâm Động hiện tại so với 2 tháng trước, mặc dù dung mạo không có thay đổi bao nhiêu, nhưng lại cho người ta cảm giác sắc bén hơn. Cái loại cảm giác này không liên quan đến dung mạo, mà là một loại khí thế. Loại khí thế mà sau khi trải qua chém giết thực sự mới có thể có được. Sau khi Lâm Động giải quyết thanh phong lang, một đạo hỏa hồng từ trong rừng phóng ra, cắn như thi thể thanh phong lang, nhưng lại không thấy tinh hạch tồn tại, phát ra tiếng gầm gừ bất mãn. Hỏa hồng ảnh này chính là Tiểu Viêm. Trong 2 tháng qua, nó là bạn tốt Lâm Động, trải qua thực chiến tôi luyện nặng lề, vì thế thân thể của nó bây giờ cũng có một ít vết thương do trong lúc cắn xé với yêu thú mà có. Tiểu Viêm hiện giờ sau 2 tháng trải qua nhiều lần ẩu đả cũng là tanh mùi máu tươi, vết thương trên người ngược lại làm nó nhìn hùng hãn hơn. Tài hoa của hỏa mãng hổ từ từ hiện lộ. Theo tình huống bình thường mà nói, tốc độ phát triển Tiểu Viêm hiển nhiên rất kỳ quái, nhưng nói từ lúc trong tay Lâm Động hưởng thụ thức ăn sang trọng, trong thời gian này còn nuốt chừng một ít tinh thạch, ngắn ngủi không tới nửa năm thời gian, từ một ấu thú mới sinh đã biến thành hình thể hỏa mãng hổ trưởng thành. Tốc độ này có chút làm người ta tức cười khó tin. Theo Lâm Động được biết, hiện tại cái đầu ấu hỏa mãng hổ này của Ngô Vân chỉ lớn chừng bắp đùi mà thôi. Hơn nữa, lực chiến đấu rất kém so với Tiểu Viêm. Đối với sự chênh lệch giữa hai bên, Lâm Động cũng rất kinh ngạc. Thật ra là nhờ may mắn ở cái đó gặp ứng thạch phù lựa chọn, Tiểu Viêm so với hai đầu ấu thú kia đích xác có một chút đặc biệt. 2 tháng tu luyện, Lâm Động cùng Tiểu Viêm cả hai đều tiến không nhỏ. Bất quá làm cho Lâm Động có tiếc hận chính là hắn kém chút nữa hỏa hầu tấn nhập địa nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng điều an ủi là bảy đường kinh mạch của thanh nguyên công đã bị hắn hoàn toàn đả thông. Cho nên dù sao mà phải nói, 2 tháng tôi luyện rừng rậm cũng mang đến nhiều hiệu quả không tệ. Đã không còn sớm, trở về thôi. Lâm Động lấy từ trong lồng ngực ra một cái bình nhỏ, từ đó đổ ra một viên linh dược hoàn rồi nhét trong miệng Tiểu Viêm. Sau đó thấy được trong bình không còn bao nhiêu đan hoàn, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Tiểu Viêm càng trưởng thành thì càng kén ăn, thạch phù linh dịch không thể thỏa mãn nó. Tung mình cưỡi lên lưng hổ, Lâm Động trong miệng phát ra tiếng cười. Tiểu Viêm hóa thành một vòng đạo hỏa hồng ảnh tử, thật nhanh phóng khỏi rừng rậm. Về tới thiết mộc trang, Lâm Động trước tiên là tắm một cái, sau đó thay quần áo, chạy thẳng sau núi. Trải qua nhiều tuyến phong tỏa trùng điệp, cuối cùng thuận lợi tới mạch khoáng. Hoàn cảnh sau núi bây giờ thay đổi rất nhiều, một cái đường hầm thâm vào trong núi. Từ bên trong không ngừng có tiếng gõ đinh đinh đương đương truyền ra. Ở nơi cửa
ra vào mạch khoáng. Lâm Khiếu đứng khoanh tay, bên cạnh có hai cái giường lớn, trong giường chứa đầy dương nguyên thạch màu đỏ nhạt. Cha, thu hoạch không tệ lắm. Nhìn hai cái giường lớn chứa đựng đầy nguyên dương nguyên thạch, sáng long lanh lâm động liếm môi cười nói, hiện tại không có nhiều người có thể dùng, nên mỗi ngày dương nguyên thạch khai thác có hạn. Đây là tất cả thu hoạch 2 tháng qua, có tổng cộng 487 miếng. Lâm Khiếu bất quá nhìn bộ dáng của hắn, hiển nhiên đối với thu hoạch này hết sức hài lòng. Hơn 400 miếng dương nguyên thạch, đây cơ hồ tương đương với 1 năm tiền lời của Lâm gia lúc trước. Chỗ này hơn 400 miếng dương nguyên thạch có thể đủ đổi lấy hơn 40 dương nguyên đan. Dương nguyên đan, Lâm Động ngẩn người kinh ngạc hỏi. Một ít cường giả có thể đem năng lượng bên trong dương nguyên thạch ngưng tụ luyện thành dương nguyên đan. Cái loại đan dược này đối với người từ nguyên đan cảnh trở xuống tác dụng rất lớn, bất quá dựa theo tỷ lệ mà tính, e rằng 10 miếng mới có thể luyện ra một quả dương nguyên đan. Ha ha, đối với thế lực lớn một chút mà nói, dương nguyên thạch cùng với dương nguyên đan đều so sánh với bạc hoàng kim càng ổn định hơn. Lâm Khiếu do tâm tính khoan khoái, vì vậy cũng không sợ người khác làm phiền giải thích. Sao cơ? Lâm Động có chút kinh ngạc, chuyện như vậy hẳn là lần đầu tiên hắn nghe tới. Phụ thân đã quyết định ngày mai vận chuyển đi trước 300 dương nguyên thạch lên Viêm Thành, đổi một số dương nguyên đan, tăng cường thực lực Lâm gia chúng ta. Ngày mai đi Viêm Thành sao? Nghe vậy trong mắt Lâm Động nhất thời lộ ra sắc thái vui mừng. Viêm Thành là một thành phố lớn gần thành Dương Trấn nhất. Thậm chí trong Đại Viêm Dương Triều, Viêm Thành cũng có chút danh khí. Hơn nữa ở đó náo nhiệt và đặc sắc, thành Dương Trấn còn lâu mới có thể sánh bằng. Hà hà, ngươi hiện tại đã là đại công thần Lâm gia, yên tâm đi, ngày mai dẫn theo ngươi để nhìn xem thế giới bên ngoài. Thấy bộ dáng Lâm Động, Lâm Khiếu không khỏi cười nói. Lâm Động cười hắc hắc, sau đó quay đầu nhìn cái dương bên cạnh chất đầy dương nguyên thạch, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Còn Lâm Khiếu sau đó nói hai câu cuối cùng bỏ đi sang một bên. Phần phó gia tăng hộ vệ canh chừng chặt chẽ. Lúc Lâm Khiếu bỏ đi, Lâm Động nhịn không được vươn tay nắm lấy 3 miếng dương nguyên thạch. Xong trong lúc hắn nắm lấy, thạch phủ bên trong lòng bàn tay đột nhiên chuyển ra một cỗ ba động. Vốn là 3 miếng dương nguyên thạch lóe ra quang trạch màu hồng nhạt, bỗng nhiên nhanh chóng trở lên ảm đạm lu mờ. Trong thời gian ngắn, toàn bộ ánh sáng tiêu tán, cuối cùng biến thành một lắm phấn vụn bay lạ tạ. Nhìn biến cố bất thình lình xảy ra, sắc mặt Lâm Động trong nháy mắt chợt thay đổi nhiều.